Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Quý Bình livestream tiết lộ sở thích của bà xã Thanh Hà, liền đặt nghi vấn, cặp đôi có em bé. Chỉ qua một chi tiết, netizen liền nghi ngờ, bà xã Quý Bình đã mang thai con đầu lòng sau đám cưới. Hậu kết hôn với nữ doanh nhân 7X, cuộc sống của vợ chồng Quý Bình luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Tối ngày 19 tháng 12, nam diễn viên gây chú ý khi đăng livestream tiết lộ những hình ảnh đời thường bên vợ và gia đình. Trong clip, Quý Bình cho biết bà xã anh thích ăn xào chua, chấm mắm ruốc. Đồ ăn quá trời không ăn, ăn xào chấm mắm ruốc hoài, Quý Bình nói. Chia sẻ của Quý Bình khiến cho khán giả nghi ngờ, anh đang ngầm tiết lộ chuyện bà xã mình đang mang thai. Nữ danh ca Thanh Hà cũng không tránh khỏi thắc mắc này. Cô liền để lại bình luận gửi tới Quý Bình, người phụ nữ thích xào mắm ruốc là có đó ngang. Hiện tại Quý Bình đang hưởng cuộc sống hạnh phúc sau đám cưới. Sau quá trình dài yêu đương kín tiếng, diễn viên Quý Bình và bà xã doanh nhân Ngọc Tiền đã chính thức gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Hôn lễ của cả hai đã diễn ra vào ngày 14 tháng 12, cặp đôi nhận được sự chúc phúc của người hâm mộ và các đồng nghiệp trong showbiz Việt. Cho đến sáng ngày 16 tháng 12, Quý Bình lần đầu hé lộ những ảnh cưới tình bảy bình với bà xã Ngọc Tiên. Có thể thấy cặp đôi đã chụp ảnh cưới ở nhiều địa điểm khác nhau. Cô dâu chú rể ăn diện rất giản dị, chỉ những khoảnh khắc rất đơn giản nhưng đều thể hiện niềm hạnh phúc thấy rõ của vợ chồng son. Đặc biệt hơn cả, những hình ảnh tân lang tân nương có môi ngọt ngào cũng dắt tay nhau lên lễ đường cũng lần đầu được công khai. Trước đó, ngay trong hôm lễ, Quý Bình đã đứng trước hơn 300 khách để bày tỏ tình cảm với vợ. Nam diễn viên chia sẻ, chúng ta đã có hành trình dài đi cùng nhau, hiểu nhau và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Từ hôm nay, khi anh trở thành ông xã của em, anh sẽ bớt khó tính và nguyên tắc hơn. Anh hứa sẽ thay đổi để em được vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đáp lại tình cảm của ông xã, Ngọc Tiền đã không nén được xúc động. Bà khóc trên sân khấu, hôm nay em rất run, nhưng vẫn muốn nói là hạnh phúc với anh. Với em, phụ nữ hiện đại có sự nghiệp ổn định, được vinh danh là chưa đủ thành công, mà phải thực sự hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa, một gia đình con cái vợ chồng yêu thương nhau. Em đã trải qua quãng đường chông chênh để hoàn thiện sự nghiệp và hạnh phúc khi em được gặp anh. Cảm ơn anh đã cho em tình yêu, duyên nợ đôi lứa và niềm tin trong hôn nhân. Cảm ơn anh đến bên em và đồng hành cùng em, thương lắm mình ơi. Cả hai trao nụ hôn ngọt ngào trong ngày trọng đại. Bà xã Quý Bình là Nguyễn Ngọc Tiền, được mệnh danh là nữ tướng quyền lực trong làng bất động sản Phú Quốc. Hiện đang đảm nhận chức vụ tổng giám đốc một công ty. Dù bà xã doanh nhân có tiếng, Quý Bình vẫn khẳng định trong mối quan hệ tình cảm, bản thân anh độc lập về tài chính và có hướng phát triển riêng. Sau kết hôn, Quý Bình sẽ tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật. Anh khẳng định độc lập tài chính với bà xã giàu có.